Xin kính chào quý vị và quý đốc nghiệp đang theo dõi VinaConnect News số 11, bản tin đầu tiên của năm 2021. Lời đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin chúc cho các khán giả của VinaConnect News thật nhiều sức khỏe và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi những thông tin nổi bật về hoạt động của VinaConnect trong những ngày đầu tiên của năm mới, năm 2021. Khởi công gói thầu XL14, gói thầu lớn nhất đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khởi công dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. VinaConnect lọt top 5 doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VNA 500 bình chọn kỳ công bố năm 2020. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VinaConnect và Blocop Lightshark, đơn vị sản xuất thép đến từ Australia. Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Công đoàn Tổng công ty VinaConnect. Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, nét đẹp văn hóa VinaConnect. Kỹ toán nhân sự tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9. Cập nhật tiến độ dự án tại MBLand. Quý vị và các bạn đồng nghiệp thân mến, ngay trong những ngày đầu năm mới 2021 thì VinaConnect đã khởi công gói thầu XL14, gói thầu lớn nhất đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ngày 11 tháng 1 năm 2021, Ban Quản lý Dự án Thăng Long phối hợp với nhà thầu là liên danh VinaConnect, công ty Trung Nam ENC khởi công gói thầu XL14 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 với giá trị gần 2.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 24 tháng. Đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 đi qua địa phận hai tỉnh là Ninh Bình, Thanh Hóa với chiều dài toàn tuyến khoảng 63,37 km, có tổng mức đầu tư là 12.111 tỷ đồng. Đây là gói thầu xây lắp thứ 3 thuộc dự án xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 mà nhà thầu hàng đầu Việt Nam vinh dự được góp mặt. Đó là các dự án Vĩnh Hảo, Phan Thiết Dầu Dây, Mai Sơn, quốc lộ 45, tổng giá trị lên đến gần 8.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày 9 tháng 1 năm 2021, thành phố Hà Nội đã chính thức khởi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 bắc qua sông Hồng. VinaConnect đảm nhiệm vai trò là nhà thầu xây dựng chính của dự án này. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo thành phố Hà Nội, các bộ ban ngành liên quan đã tới tham dự và phát động lễ khởi công. Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong các dự án giao thông huyết mạch của thủ đô, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các nhà thầu và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai thi công để dự án hoàn thành và bàn giao đảm bảo chất lượng đúng kế hoạch. Thay mặt các nhà thầu thực hiện dự án, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinaConnect cam kết sẽ thực hiện phần việc được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông của thành phố và là hành động thiết thực nhất để chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 2.538 tỷ đồng, thời gian thực hiện là từ năm 2020 cho tới năm 2022. Một tin vui khác mà VinaConnect đã nhận được trong những ngày đầu năm mới đó là vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, Tổng công ty đã được tôn vinh trong top 5 doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam kỳ công bố năm 2020 do Vietnam Report bình chọn. Đây là năm thứ 14 liên tiếp bảng xếp hạng VNA 500, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam chính thức được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền vững trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đến từ khủng hoảng do đại dịch COVID-19 với công tác thẩm định và đánh giá minh bạch, công khai cũng như khoa học. Hiện tại, VinaConnect đang triển khai các hợp đồng xây lắp có tổng giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với chiến lược tập trung vào phân khúc dự án hạ tầng có vốn đầu tư công và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, giá trị gói thầu trúng mới trong năm 2020 của VinaConnect đạt gần 10.000 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc không chỉ cho năm 2020 mà còn chuyển tiếp sang các năm tiếp theo. Ngày 15 tháng 1 năm 2021, tại Tổng công ty VinaConnect đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VinaConnect và Blocop Lightshark. Thông qua hợp tác, hai bên ghi nhận và nâng tầm quan hệ đối tác dựa trên thế mạnh riêng để cùng phát triển các dự án lớn trong tương lai.
Tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết, Vinaconex mong muốn được hợp tác với những đối tác lớn có ưu thế vượt trội nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu và các giải pháp tối ưu cho các dự án đầu tư. Hiện tại, Blue Corp Lightshot đang hợp tác cung cấp sản phẩm thép cùng nhà thầu chính Vinaconex tại dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort Đà Nẵng. Dự án nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư lên tới 100 triệu đô la Mỹ của tập đoàn khách sạn danh tiếng Mikazuki. Ngày 9 tháng 1 năm 2021, tại trụ sở Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Chính, Ủy viên Ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, đại diện lãnh đạo các ban trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng tham dự hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã phát biểu tập trung vào một số nội dung chính, đó là: 1. Đánh giá cao những công việc Công đoàn Tổng Công ty đã làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời khẳng định Công đoàn Vinaconex là một tổ chức xã hội rất quan trọng, thực sự là tổ chức công đoàn tốt, hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp. 2. Hoạt động của Tổng Công ty từ sau tái cấu trúc nhờ sự đoàn kết kết hợp từ trên xuống dưới, sự quyết liệt và chính sách quản trị đúng đắn, sự cố gắng tuyệt đối của ban lãnh đạo. Vinaconex hiện nay đã hoạt động ổn định, vốn hóa trên thị trường hiện nay đạt gần 20.000 tỷ và trong năm 2020 đã được nhiều chủ đầu tư tin tưởng ký hợp đồng nhiều gói thầu cao tốc Bắc Nam và công trình trọng điểm giá trị trên 10.000 tỷ đồng. Cuối cùng, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị khẳng định thương hiệu Vinaconex hiện nay là một thương hiệu có giá trị lớn. Trong thời gian tới, Công đoàn Vinaconex cần nâng cao chất lượng hoạt động, phải làm tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động để từng người lao động phải biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thương hiệu Vinaconex như bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bản thân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và nêu ra một số ý kiến chỉ đạo để Công đoàn Tổng Công ty thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Vinaconex tại doanh nghiệp. Phát biểu đáp từ đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đảng ủy Vinaconex đối với hoạt động của tổ chức công đoàn, chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo công đoàn cấp trên về những khó khăn, thử thách mà Tổng Công ty đang phải đối mặt, đồng thời khẳng định tập thể lãnh đạo và người lao động Tổng Công ty sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết sức để vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của cán bộ nhân viên Tổng Công ty. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 1 vừa qua, tại trụ sở Tổng Công ty Vinaconex đã diễn ra buổi gặp mặt ban liên lạc hưu trí Tổng Công ty và buổi gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Công ty năm 2021. Tại các buổi gặp mặt, đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã thân mật thăm hỏi, tặng quà các đồng chí cán bộ hưu trí, gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết đến xuân về, đồng thời thông tin về những thành tựu mà Tổng Công ty gặt hái được trong năm vừa qua. Theo đó, công tác đảng đoàn thể của Vinaconex luôn là một trong những yếu tố nòng cốt để xây dựng củng cố đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp. Ban liên lạc hưu trí cũng được trao tặng số tiền là 90 triệu đồng để làm kinh phí hoạt động, trong đó Tổng Công ty ủng hộ 50 triệu đồng, Công đoàn Tổng Công ty ủng hộ 30 triệu đồng, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty ủng hộ 10 triệu đồng. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 VC9 đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Đảng ủy đơn vị triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đào Ngọc Thanh đã trao các quyết định của Tổng Công ty về việc kiện toàn nhân sự tại đơn vị. Cụ thể, quyết định thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Quyết định thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái về nhận nhiệm vụ tại Tổng Công ty. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đào Ngọc Thanh cũng đã chúc mừng và tin tưởng rằng trên cương vị mới, các cán bộ mới được phân giao nhiệm vụ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, đổi mới sáng tạo cùng ban lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, từng bước đưa công ty ổn định và phát triển. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với phần cập nhật tiến độ tại dự án MB Land.
đây bản tin Vinaconex News số 11 cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và quý đồng nghiệp. Đừng quên theo dõi cập nhật các thông tin về Tổng công ty Vinaconex tại địa chỉ website www.vinaconex.com.vn, qua fanpage Facebook và YouTube Vinaconex Corporation. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.